Nếu các bạn đang cần tìm đến một chiếc xe tải van lưu hành trên phố 24/24 và có cái khoang chở hàng rộng nhất trong tất cả các chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường, thì hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu đến các bạn xe tải van Đông Ben X30V2 trọng tải 950kg và có một cái thùng lớn nhất trong phân khúc, phiên bản đời mới 2020 màu lông chuột. Mình thích gọi cái màu này là cái màu cho tàn hơn là cái màu lông chuột. Mời các bạn hãy cùng xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô thiện nhân Đông Ben Mỹ Đình. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm Đông Ben X30 phiên bản 2020 hoàn toàn mới, có một cái khoang hàng rộng nhất trong tất cả các chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Nó chấp luôn cả Suzuki van, chấp luôn cả Kenbo, bỏ qua luôn cả Photon hay thậm chí là chiếc xe mới nhất của TMT Cửu Long, chiếc xe tải van K05S. Chiếc xe này sẽ đè bẹp tất cả. Các bạn hãy xem video để xem tại sao nó có thể đè bẹp được tất cả. Vẫn là một cái thiết kế rất quen thuộc của những chiếc xe Đông Ben X30 khác mình đã từng giới thiệu. Xin lỗi các bạn, hôm nay trời nó hơi mưa, xe nó hơi bẩn, vừa mới rửa lúc sáng giờ nó đã bẩn rồi. Chúng ta vẫn có một cái ngoại thất giống hệt những cái đời xe 2017, 2019. Chúng ta vẫn có một cái mặt lưới tản nhiệt như những chiếc xe BMW này. Chúng ta có logo Đông Ben quen thuộc. Chúng ta có cụm đèn pha bi xi lông. Chúng ta vẫn có đèn gầm. Chất lượng thì có thể là cải thiện một chút. Chúng ta có hệ thống kính chắn gió, làm kính giảm tốc chất lượng cao hơn so với phiên bản đời 2018 và 2017. 2019 cũng chưa thể bằng. Đấy, kính chất lượng hơn, còn đắt hơn mà. Chúng ta có mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Cái màu này là màu độc. Màu này là hiện tại các bạn tìm thấy thị trường gần như là chưa có này. Thì cái xe này là xe mình giới thiệu, cũng là chắc là cái màu này cũng là màu đầu tiên luôn. Ở đây chúng ta có cái logo 1.5 lít, vẫn là cái động cơ. Cái trái tim của sản phẩm này vẫn là cái bộ máy dung tích 1.5 lít sản sinh ra cái công suất cực đại ở 80 kW, ở cái mức vòng quay chỉ có 5.200 vòng thôi. Những sản phẩm khác như là Kenbo này, như là Photon này, hay là cái S05S thì nó đều vòng quay lên đến 6.000 mới đạt được cái mức công suất cực đại. Nhưng mà cái vòng quay cực đại của cái sản phẩm này nó đến sớm nên nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 5,8 lít trong 100 km. Đời 2019 các bạn sẽ mất khoảng 6,5 lít. Phiên bản đời mới này tiết kiệm hơn cho bạn 0,7 lít trên 100 km. Đó là một trong những cái ưu điểm đầu tiên. Là chúng ta vẫn có cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Chúng ta có tay lắm mạ chrome rất quen thuộc. Đó, rất quen thuộc. Chúng ta vẫn có hệ thống lốp 173R14. Xin lỗi các bạn, 175R13. Đấy, chúng ta vẫn có những cái hệ thống lốp cũ Kasumina thôi, không phải là lốp xịn lắm, nhưng mà lốp này cho phép các bạn đi trong khoảng vài vạn chúng ta mới phải thay cơ. Đây, ở cái hệ thống khung gầm thì nhà máy cũng nâng cấp một chút đây, thì nhà máy có trao đổi với mình là nâng cấp một chút, mình không biết là chút nhiều hay chút ít, nhưng mà tạm thời là chúng ta ghi nhận đó là nâng cấp. Nâng cấp ở cái gì? Độ dày hơn của chassis, độ dày hơn của khung gầm, cho phép các bạn là lội đèo, lội nước hay là đi qua các cái con dấu chỗ dốc mà các bạn không cảm thấy nó khọc gầm. Đó là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là lên thay đổi. Tiếp theo mời các bạn sang đằng sau. Ở đằng sau thì vẫn vậy thôi, vẫn là logo Đông Ben, dán chắc hơn so với phiên bản 2018, 2019. Các bạn đi khoảng 1 năm thì mấy cái chữ này nó bay mất, nhưng mà đời mới này dán chắc hơn. Đấy, mình hy vọng là trong khoảng 2 năm các bạn sử dụng cái này nó sẽ không bị bay. Đấy, chúng ta vẫn có tất cả những thứ rất quen thuộc logo X30 ở đây. Vì với phiên bản X30 đời 2020, phiên bản 5 chỗ ấy, thì là trọng tải nó được nâng lên là 700. Trước đây thì là vẫn là 490, nhưng mà từ năm 2020 trở đi là chiếc 5 chỗ được nâng lên 700. Cái chiếc mà tải van 2 chỗ này vẫn là 950. Đấy. Ở đây là lớp sàn, sàn này đã được nâng cấp hơn một chút, nâng cấp lên độ dày gấp đôi so với phiên bản 2019. Trước đây nó chỉ là 2 ly thôi, bây giờ nâng lên 4 ly, cho phép các bạn là những cái thương hiệu mà sử dụng cái sàn này để chở nặng như là sơn này, như là gạch này, các bạn chở thoải mái mà không sợ gây ra móp sàn. Rồi mời các bạn vào cabin, chúng ta sẽ khám phá cái cabin của cái sản phẩm này. 2020 nhưng ở trong này chúng ta sẽ không thấy cái điểm khác biệt gì cả. Vẫn là ghế nỉ, vẫn chưa có ghế da nhé. Các bạn muốn có ghế da thì mất thêm khoảng vài triệu, mình sẽ làm cho các bạn. Chúng ta vẫn có cái hệ thống FM radio, cái này các bạn lên nắp đêm loa trầm, nghe nhạc phê luôn. Chúng ta có hệ thống
cái cabin mà có 3 khoang tách ra như này. Đây là giả nhựa, giả gỗ nha. Chúng ta có hộp số 5 số tiến, 1 số lùi, phanh tay ở đây. Điều hòa 2 chiều, FM radio này. Chúng ta có kính điện, trợ lực lái điện. Rất nhiều cảm biến. Cảm biến mà các bạn đi khoảng 20 km/h là tự động nó sẽ khóa cửa lại. Đèn trần mọi thứ rất quen thuộc. Có vẻ là sắp chắc hơn các bạn ạ. Rồi, nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987733222. Báo giá rẻ nhất toàn quốc, chất lượng vượt trội nhất. Đừng nghe các đại lý khác chém gió, hãy tới với bên mình. Đại lý 3S chuẩn luôn khu vực. Đông Ben Mỹ Đình đã quá nổi tiếng. 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chân thành ơn.